Alo, thằng bắt đầu kêu tôi viên LV và tối nay anh sẽ dắt em đi. Anh dắt em đi. Anh dắt em đi. Lên xe đi em ơi. Vì nếu không em sẽ chở anh quá thích. Em nói em thích sofa, còn anh thích nằm ngửa trên tan cha. Nếu đồng ý thì nâng ly, đổi tuổi để ta cùng nhót ghi. Môi của anh nhìn son, khi mà body em quá ngon. Cũng như cách mà em đang sướng lộ hãng vòng một của em căng tròn. Không quan tâm môi sữa cầm sữa, chỉ biết rằng là em đang nằm ngửa. Từ đằng trước ra tới đằng sau, ok đêm nay ta thuộc về nhau. Nhau, 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 nhau. Tối nay anh sẽ dắt em đi 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 em ơi, em đi đâu mà xa quá vậy?